Chương trình Chuyện Không của Thanh Ai rất hân hạnh được chào đón quý vị và các bạn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Chương trình Chuyện Không của Thanh Ai được phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Cửa chính này làm bằng vật liệu đặc biệt chống cháy. Được, tôi chọn cửa này. Đồng ý. Còn phần cửa sổ. Cửa sổ này là cửa nhôm hai lớp, cách âm rất tốt. Tôi chọn cái này luôn. Thế còn phần xi măng thì theo. Chúng tôi đã quyết định chọn xi măng Hosin, nó bền chắc lắm. Anh quyết định đúng đấy. Để xây ngôi nhà mơ ước, hãy dùng xi măng Hosin đa dụng với cường độ ổn định, bề mặt láng mịn và thân bền chắc. Với Hosin, bạn đã quyết định đúng. Công nhận, đó tóc nhiều đẹp trai anh ghê. Tông, anh coi nè, tôi đố anh là ai á? Dữ không? Nhận nghi thôi chứ không đoán ra được. Nghi là không nhận ra được hả? Mờ quá. Chỉ nhận ra được một cái trán. Cái trán. Mà sao? Phải không? Phải anh không? Tôi đó. Trời ơi. Chứng minh nhân dân. Tưởng là người ta làm cái gì thường á. Cất đồ kỷ niệm á. Người ta cất hình ảnh gì đó nó gắn liền với một cái... tự nhiên chứng minh nhân dân mà phải giữ làm gì? Nhưng anh nói này kỷ niệm hả? Không kỷ niệm. Phải đâu? Cái tự nhiên hôm nay ngẫu hứng đưa tôi coi làm chứng minh cũ mười mấy hai chục năm rồi mà vẫn để xài. Khoe cho tôi coi để làm cái gì? Chứ không phải là kỷ niệm đẹp anh khoe tôi. Đâu có, vẫn để xài chứ đâu phải kỷ niệm gì đâu. Tưởng nó kỷ niệm thì tôi đang coi xài. Chứng minh nhân dân cũng làm kỷ niệm. Đang xài luôn bình thường gì đâu? Xài được. Được sao không được bình thường? Xài mà không thấy bị gì à? Không bị gì đâu bình thường. Rồi anh sẽ bị. Là sao? Coi đi rồi biết. Đơn xin cấp chủ quyền nhà của bác đâu? Chắc cũng trong nó mà. Cô nói cái đơn gì? Dạ đơn xin cấp chủ quyền nhà đó bác. Ủa phải có đơn hay không? Coi coi. Dạ bác nói gì kỳ vậy? Nếu như mà không có đơn á thì đâu có ai biết là bác xin cấp cái gì để mà người ta giải quyết. Ủa vậy hả? Trời sớm ơi, tôi đi tôi nhớ có cái đơn mà. Trời ơi. Xin lỗi nha. Già cả hay quên. Dạ không sao. Sợ mất cái đơn xếp bỏ túi kỹ quá. Gửi cô. Dạ được rồi. Vậy là hồ sơ đủ hả cô? Dạ còn giấy chứng minh nữa bác. Giấy chứng minh nhân dân của bác nữa. À chứng minh nữa hả? Đây. Vậy là hồ sơ chứng minh nữa là đầy đủ hết. Không còn thiếu giấy gì ha. Dạ. Cô hỏi giấy nữa con không biết giấy gì đưa. Hết trơn giấy rồi. Dạ hồ sơ thì đủ hết rồi. Nhưng mà con nghĩ là chưa có nhận hồ sơ của bác được. Ủa sao kỳ vậy? Hồ sơ đầy đủ rồi cô phải nhận đi chứ. Mà tôi nghĩ gia đình tôi đâu có ai tranh chấp đâu cô. Giấy tờ đầy đủ rồi. Dạ tại vì giấy chứng minh nhân dân của bác cũ quá. Trời ơi, chứng minh nhân dân xài mấy chục năm nó phải cũ thôi. Mà cô kỳ, cô nhìn kỹ coi nè. Cái này của nhà nước cấp tôi nha. Giấy thiệt chứ không phải giấy giả à. Dạ con biết là con không có nói là giả hay thiệt. Nhưng mà tại vì giấy nó cũ quá, cái chữ nó nhòe hết mà hình ảnh thì nó mờ như vậy nè, không có đối chiếu được. Nếu nói như... nào ngay chữ nó nhòe thiệt nhưng mà còn đọc được. Còn hình cô nói cũ thì tôi cũng xác nhận cũ mấy chục năm là hồi đó tôi trẻ đẹp cô. Giờ già xấu đâu có giống, hình nó hơi mờ mờ chút thôi. Dạ nhưng mà nếu mà con nhận hồ sơ của bác á, con đưa lên trên người ta không đối chiếu được người ta cũng trả về thôi. Bây giờ bác nghe lời con, bác về bác xin cấp một giấy chứng minh nhân dân mới. Xong rồi bác lên đây con nhận hồ sơ này cho bác nha. Sao kỳ cục vậy, hồ sơ đầy đủ rồi nhận đi còn biểu về nữa. Cán bộ là làm việc vì dân, vì nhân dân. Chứ đâu có phải là cán bộ làm khó làm dễ nhân dân vậy đó. Bộ cũng muốn làm khó bà già hả? Dạ không phải là con làm khó bác đâu. Con cũng muốn giúp bác lắm.
Nhưng mà con nói bác nghe rồi đó, con mà nhận đưa lên trên nó cũng trả về thôi. Cho nên là bây giờ con gửi bác trước để bác về bác làm lại giấy đi, xong rồi lên đây con nhận hồ sơ cho bác nha. Cô có ý gì khác không? Dạ không có. Tôi chưa từng thấy nghe trời, từ sáng tới giờ, giờ tới nơi cái hồ sơ coi đủ được là thiếu có chứng minh cũ mà cũng nhận nữa. Mừng ăn vậy ai chịu nổi, chờ từ sáng giờ là bực mình. Bực mình hết sức luôn á. Bực mình gì Tam? Bữa nay ta lên trên xã đó làm giấy tờ chủ quyền nha. Dạ. Mà mày coi nè, hồ sơ đầy đủ hết trơn à, mà nó không nhận là mày nghĩ làm sao chứ? Trời trời, tại sao vậy? Lý do nào người ta đầy đủ giấy tờ không cho người ta làm sao? Nó nói nó không nhận hồ sơ này là vì cái chứng minh. Ủa, Tam không có chứng minh hả? Làm sao không có chứng minh mày? Tám. Ở trên trên phường làm khó Tám hả? Ừ, làm, tao hỏi mày nghe. Làm khó chuyện gì? Giấy tờ. Nhưng mà ai? Con Bích. Con Bích? Con Bích. Tám. Bộ trên trển cán bộ nào làm khó làm dễ Tám gì Tám? Con Bích. Trời, con làm gì Bích ở gần, ở chung xóm mình nè. Đó. Gì hả? Mà nó rành tao lắm, hiểu không? Dạ, chuyên môn làm khó làm dễ. Dân chúng con Bích lên xã đọt hồ sơ rồi nó lắc đầu, con họ lắc mà. Lắc đầu hoài hả? Mà tao hỏi mày, tao chờ từ sáng vậy á. Tới nào nó lục đã, coi đã rồi nó nói hồ sơ của bà đủ hết á. Ừ. Nhưng mà con không nhận được. Sao vậy? Giấy chứng minh. Đâu, Tám có chứng minh không? Chứng minh để chứng minh tao có chứ sao lại không? Làm sao không có chứng minh được? Trời ơi, trời, chứng minh nó chỉ đưa cho người ta. Ừ. Đâu, tao đây nè, tao nói mày nghe đi, chứng minh nè đó. Đưa mày coi đó, mày coi đi. Trời ơi, Tám ơi Tám, giấy chứng minh gì đâu mà nó cũ mềm à. Chữ không rõ. Đâu coi cũ. Cái gì cũng không rõ trơn là đúng rồi Tám ơi. Trời ơi, vậy mà nó nói cũ Tám. Trời ơi, cái này thấy ghê. Không dám cũ đâu, tao hỏi mày nha, cái hồ sơ, cái chứng minh của tao á, có cách này là ba mấy năm rồi. Trời ơi, hồi đó là tao trẻ, tao đẹp, bây giờ ba mấy năm tao già, tao xấu, làm sao tao giống trong hình chứng minh được. Trời ơi. Nhưng mà tại sao nó mờ? Nó mờ thì nó làm vậy, tao nói đầu do nè, thí dụ vậy là tao đi đường, lúc nào tao không kỹ lắm để chứng minh tối, trời mưa mấy trận, mắt mưa ướt, rồi gì vậy, tao thay đồ ra, tao bỏ thao tao ngâm, tao ngâm sống sáng ra, tao giặt, giặt cái tao mới thấy cái chứng minh, nó ướt, nó lem, nó nghe chữ. Giải thích gì đúng má đi con, coi coi, nè, thấy chưa, nhìn vô, đã chưa, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lôi kỹ, vẫn biết là chứng minh. Cầm vẫn biết là chứng minh nhân dân mà nhưng mà nhìn kỹ thiệt nhưng mà không biết của ai. Tại vì hình Tám nó đúng rồi đó, đâu thầy khùng quá à. Sao à? Trời ơi, giấy chứng minh bây giờ cũ là người ta đi đổi cái mới hết trơn rồi Tám ơi. Tao nói thiệt mày, tao tức là tức con Bích á. Nó rành tao quá mà làm khó tao làm chi vậy? Đúng rồi. Có đâu Tám ơi, con thấy cô Bích là có lý đó. Lý gì? Bích sai, không có lý. Có à, lý. Bà con xa lắm gần gần gì phải không? Bình không phải, có liền gần gì. Ở trong xóm này tôi biết Bích kỳ quá. Ông Bích kỳ mà tao không tại nó có lý. Hai đứa mày vô duyên nữa. Gì nữa? Tao biết nè. Gì nữa? Con Bích đúng không? Đúng. Hồi xưa ở chung bà Tám đúng không? Ở xóm bà Tám đó. Bây giờ vẫn ở. Hai người biết nhau đúng không? Đúng. Chứng minh biết nè, hộ khẩu biết nè, gia đình dòng họ biết hết luôn nè. Biết bà Tám. Sao biết hết luôn á? Mà tại sao nó làm khó biết không? Sao? Tại vì nó ganh tị sắc đẹp của Tám. Ông này cũng vô duyên sao đâu. Mà được rồi, phải mà. Ông nội, rồi bán nước mía đi. Phải. Nhờ cái vô duyên ổng mà tôi sáng ra được một điều. Điều gì vậy? Tám. Sáng giờ Tám lên phường đúng không? Đúng rồi, gặp Bích. Tới lùi Bích có ra điều kiện gì Tám không? Bao thơ dày mỏng đó, cái vụ mà không à, nó không có nói vụ đó đâu nha. Mà nói mà nói hả, tao nói thiệt mày, tao chửi vào mặt nó đó, tao ghét cái thứ mà ăn hối lộ lắm nha. Làm gì phải đưa tiền cho nó. Trời, không có đâu nghe. Sao con thấy ở phường mình không có cái vấn đề này đâu nghe Tám. Đừng có làm như vậy giống như là ghép vô tòa vu khống là mệt nữa đó nghe Tám. Nhưng mà nó đâu biểu đâu, nếu mà nó biểu là tao thương nó thiệt tình á. Đúng. Cái chỗ thưa này con chấp nhận, con đồng ý, con ủng hộ. Mình là dân mẹ thôi. Mấy ông nội ơi, ông nội mập này thôi thôi, nín đi ông nội mập, nín đi ông nội mập, nói có sách bách có chứng đi ông nội mập. Trời đất ơi, người ta thưa ngược lại ông, tội ông vu khống là gán chịu. Tôi cầm chứng bên đây thôi. Trời ơi, ông lanh quá, cái miệng ông lanh quá. Nam vô đây, Nam vô đây, vô đây nè. Cái gì? Nít Nam vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Nè ông sùng gì trời. Tám hả? Cho ly nước mía. Cho ly nước mía. Nè, đây. Ngày hôm qua tâm sự là sáng nay lên phường đúng không? Đúng rồi. Đổi chứng minh nhân dân mới đúng không? Đúng rồi. Trên phường làm như thế nào? Nội quy ra sao? Nói cho tôi hiểu, nên cự lộ với mặt mà tôi mệt. Nói đi. Cái vụ chứng minh nhân dân phải không? Đúng rồi.
đó hôm qua là con lên phường cái con đọc cái bản nội quy á, nói là cái chứng minh nhân dân á chỉ sử dụng được 15 năm thôi. Đó, đó, thấy chưa thằng quỷ mập, mày nghe rõ chưa? Thấy chưa con quỷ mập? Trời nhưng mà tao chưa đọc, tao đâu biết. Chứ viên nhưng mà chứng minh thật của người ta là phải sử dụng thôi. Nó chứng minh chứ bộ. Nó cũ là phải đổi. Rồi rồi cho con coi chứng minh nè. Trời ơi, chứng minh của bà Tám quá cũ rồi, cái này hết hạn sử dụng rồi. Đó, thấy chưa? Bà Tám phải lên phường, bà Tám đổi liền. Đổi đi. Nếu mà bà Tám còn sử dụng rồi ai có thể là bị phạt luôn á. Đó. Cái gì mà nghiêm trọng trầm trọng vậy, mày đừng có binh giật hai mặt, binh giật. Giấy này nói thiệt, hôm qua tôi mới đi đổi giấy chứng minh nè. Ê nghe, hỏi lại nha. Mày đừng có hù tao nghe, hết con bích và tao mày nghe. Không, con có thấy bà già mà hù nghe con, không dám đâu. Thiệt, con nói thiệt. Bà Tám sao nói đi, con ủng hộ bà Tám. Bây giờ ý bà Tám nói thiệt rồi, giờ bà Tám không biết giữa bà Tám với con bích. Con bích đúng hay bà Tám đúng? Anh thấy thế nào? Thấy thế nào cái gì? Gặp cái cô đó cổ hiền với gặp tôi hả? Trời ơi, không xong với tôi đâu à. Chờ cả buổi trời rồi đưa cái chứng minh nhân dân vô. Rồi nói chứng minh dân cũ không có xài được cái gì. Trời đất ơi, gì quá trời quá đất hả? Tôi còn mà không giải quyết cho tôi hả? Tôi đi kiện, tôi đi thưa cho coi. Trời. Chứng minh nhân dân của nhà nước cấp gì đâu mà chê cái này cũ cái kia cũ. Theo anh bây giờ là anh bảo vệ ai? Tôi thấy là ví dụ như là bảo vệ cái cô mà sử dụng giấy chứng minh như anh chứ gì? Biết quá rồi. Mà ví dụ như còn trẻ thì không sao, nhưng bây giờ cái cô đó cũng lớn rồi mà mỗi lần đi tới đi lui đi đổi đi thì cực khổ người ta thì cũng tội nghiệp, thông cảm gì lại cái chuyện ta lên ta ngồi ta chờ thì thông cảm cho tôi xíu đi. Rồi cái chuyện gì đổi sao? Thế bây giờ anh nói vậy đang ở là công việc. Nếu như chúng ta đặt vấn đề ra là cái cô cán bộ đó mà thông cảm cho cái bác gái ở hàng xóm vậy. Ừ. Rồi các bộ phận thụ lý kế tiếp họ cầm hồ sơ đó, họ xét duyệt thì ai sẽ là người thông cảm cho cái bác gái đó? Khi đó người ta đâu biết ai là ai. Ta nhìn hồ sơ người ta thấy cái chứng minh nhân dân đọc không ra, không nhận dạng được, không có số liệu cụ thể. Kiểm tra với các tài liệu khác. Anh nghĩ sao? Thì thiếu. Thì nếu vậy thì hồ sơ bị ách lại. Ách lại thì phải trả ngược lại giống như cô cán bộ đã giải thích. Vậy thì ai bị thiệt? Thì bà hàng xóm nó mới là người bị thiệt. Cũng ở trong xóm là biết rồi. Hồi đó giờ sống gần nhau. Nhưng lãnh đạo cô đó có biết đâu. Thì không biết thì nói giùm. Sao? Sao nói giùm? Hồ sơ cứ chuyển automatic từ bộ phận này sang bộ phận khác. Còn chuyển lên sở nữa. Thì cuối cùng còn là chuyển lên quận nữa. Cuối cùng là theo anh Tùng là phải sao? Phải làm, phải làm lại thôi. Ủa vậy tôi cũng phải đi làm cấp lại đổi. Xin cấp đổi lại. Cái của anh á. Chắc có lẽ là anh chưa từng sử dụng chứng minh nhân dân vì anh có hộ khẩu rõ ràng, đúng không? Anh có bằng lái xe, thậm chí anh có passport, một số các quan hệ như anh đi máy bay, anh có thể sử dụng passport thay cho chứng minh nhân dân. Chứ nếu như trường hợp mà anh thường dùng chứng minh nhân dân thì tôi nghĩ chắc là anh không sử dụng được tới ngày hôm nay. 15 năm đó là hạn sử dụng của một chứng minh nhân dân mà anh cấp coi hồi nãy á. Nếu như theo cách anh nói là 18, 19 năm, hơn mấy năm rồi. Còn cái bà hàng xóm của câu chuyện lúc nãy là trên 30 năm. Mà trong khi đó, theo cái nghị định số 5 năm 1999, chính phủ quy định thời hạn sử dụng chỉ có 15 năm thôi, tính từ ngày cấp. Hết thì anh phải thay đổi. Mà ngay trên nghị định đó, ở tại điều 5 cũng đã quy định là trong trường hợp hết hạn phải thay đổi, phải cấp đổi. Tại vì con người mình... Mà không làm. Thế lại vậy cũng đúng thôi, tại vì con người mình có thể thay đổi theo thời gian, đúng không? Trở lại trong câu chuyện này. Rõ ràng là cái cô cán bộ không sai. Cô cán bộ làm đúng rồi. Hoàn toàn đúng. Đúng. Đúng cả tình lẫn lý luôn. Đúng rồi. Nếu chúng ta xét về tình, nó là để cho bà già chờ cả buổi. Xin lỗi anh, một buổi sáng bà già chờ ở đâu bên ngoài cô cán bộ làm sao biết? Đúng rồi. Chờ theo thứ tự mà làm sao biết được. Nhưng khi vô, vì biết được chờ cả buổi mới được nhận cái hồ sơ mới làm như vậy, thì cô ấy càng phải tự hỏi lòng mình, giúp cho phải triệt để, đúng không? Tránh trường hợp hồ sơ lại quay ngược lại, làm lại từ đầu một lần nữa, thì bà ấy lại thêm một lần chờ nữa. Thôi, bắt hiểu đi về. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Và trong câu chuyện này tôi có một điều muốn chia sẻ với anh Sơn, với quý vị xem đài. Trên thực tế, về mặt pháp luật, quy định, nguyên tắc nếu anh sử dụng giấy chứng minh nhân dân quá hạn, anh không thực hiện cấp đổi theo quy định, những hành vi đó sẽ bị xử lý hành chính. Bị nữa hả? Đúng rồi. Xử lý hành chính luôn. Nghị định 150 năm 2005 sẽ xử lý hành chính. Nhưng vấn đề ở chỗ là trên thực tế, ít khi nào xảy ra cái hiện tượng là bị xử lý hành chính. Ít là bởi vì các cơ quan chức năng du di và xét thấy không cần thiết nhắc nhở và giải thích rồi, hiểu để rồi. Cho bà con hiểu và về làm lại. Chứ đó. Còn cái quy định đó là có và luật bắt là như thế. Rồi tôi biết rồi, hiểu rồi. Thưa quý vị, chúng ta không biết là đang được hân hạnh đón tiếp vị khách nào đây, từ đâu đến. Anh ơi, anh à,
nghe được mà nói không được. Anh nói không được hả? Nhìn thấy không? Nhìn thấy. Trời ơi, rồi phát hiện ra rồi. Thôi anh à ơi, bắt đầu đi. Bắt đầu gì? Trời ơi, còn định giả tiếng nữa hả anh Sơn? Tôi phát hiện ra anh rồi. Biết tôi chưa? Nhận ra tôi rồi à? Tôi tới là tôi thấy chiếc nhẫn trên tay anh, tôi đã nhận ra đồng nghiệp của tôi rồi. Trời đất ơi. Bởi vậy đội nón bảo hiểm che lại hết bích là hết một chừa tay chân ra gì, bởi vậy không nhận ra sao được. Trừ khi anh không là anh, chứ còn nếu anh là anh rồi thì đương nào cũng nhận ra được. Trốn đi đâu? Đang chơi chiến thuật giường không nhà trống. Hả? Giường không nhà trống, ôm đồ ôm đạc đi, ngụy trang vậy mà cũng phát hiện hả? Nhưng mà hôm nay anh nhớ là anh đang còn sứ mệnh đoạn 2 của chương trình Chuyện Không Của Riêng Ai tuần này. À. Tự nhiên cái kéo chuyện gia đình vô làm gì? Muốn chút biết nữa hả? Rồi tôi sẽ chia sẻ riêng nếu như thật sự anh bị cái gì đó. Muốn biết hả? Muốn biết hả? Không, không muốn biết chuyện của anh. Muốn biết tại sao tôi phải ngụy trang vậy không? Muốn biết phải không? Đây, mời xem. Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi, ngọt thở không ơi? Làm gì tôi ghét dưới này làm rất là cổ. Chị Khanh ơi, chị Khanh! Bán cho em 50 trụ vô đi chị Khanh! Đang cho con nhỏ nào dưỡng da mặt sớm em? Con nào cũng rảnh quá, mới sáng sớm qua nhà tôi mua vô ua trời. Thôi, đang gom nàng ngủ là vô vậy. Bán vô cho em đi chị Khanh! Rồi, rồi rồi, chị ra liền, chờ chị chút xíu. Đâu em đâu rồi? Dạ em đây nè chị. Chị Mười, chị Mười ông ơi, chị nhiều quá hàng. Dạ chị Mười còn ông ơi, chị Mười còn. Đây. Dạ, em kính chào chị Mười còn. Good morning teacher. À vậy ha. Ủa chẳng hay chị qua đây có chuyện gì ư? Chị hỏi ngộ à. Tôi qua đây hỏi tôi qua có chuyện gì không? Chà. Nhìn hai vợ chồng sung sướng quá hen. Dạ. Giờ này còn ngủ hen. Dạ. Nướng. Dạ. Người sang trọng mới ngủ nướng đúng không? Ừ. Ngủ nướng như vậy là đủ tiền trả nợ cho tôi rồi chứ gì? Dạ. Có không? Dạ. Kính thưa chị Mười còn. Dạ. Số là chúng mình vẫn còn là chồng sớm nhau. Dạ. Chuyện đâu còn có đó. Dạ, em vẫn còn ở đây. Dạ. Thôi bây giờ cái chuyện nợ nần của chị á, thôi giờ chị về nhà chị đi. Rồi xong á chị đợi hai vợ chồng em coi như là súc răng rửa miệng. Quên. Đánh răng rửa mặt xong. Rồi hai vợ chồng em á mang tiền qua cúng gì. À quên. Qua trả lại cho chị được không? Cái câu này tôi nghe hoài à. Ha. Tôi qua đây mấy chục lần rồi chứ không phải một lần. Dạ. Tôi nói cho mấy người biết. Ha. Mấy người thế chấp cái nhà này. Dạ. Lấy tiền của tôi làm vốn làm ăn. Ha. Dạ. Tới ngày không trả. Tôi đưa đơn lên tòa. Tòa xử 6 tháng á. Phải thanh toán cho tôi. Dạ. Bây giờ mấy người nghĩ coi. Gần một năm mấy rồi. Không trả. Nè, mà xử á, nếu không á đúng á. Tôi lấy cái nhà này nè. Phát mãi trả nợ cho tôi. Dạ. Bây giờ sao? Dạ. Sao? Nè. Sao? Dạ lần bây giờ tôi chỉ cần mấy người trả lời một lần cuối cùng thôi. Hen. Ngày hôm nay có tiền thanh toán cho tôi hay không? Chỉ cần trả lời có hay không thôi để tôi tính. Thiếu là phải trả thôi. Dạ. Nhưng mà chị biết không, lúc trước là em phát là em thế chấp căn nhà cho chị này. Ừ. Tại em lấy tiền em nuôi gà, em làm cái trại gà. Quên mà nó à. Xui, gà bị dịch cúm gia cầm nó chết hết trơn luôn chị. Quên không này quên đó. Đó là nó thiệt. Nó đã lỗ sặc máu luôn chị. Ừ. Đó mà bây giờ đang bùng phát là ai đó nè. Ừ. Chưa đâu. Từ đó. Cúm xong chưa đâu. Thầy chồng chuyển qua nuôi heo. Dạ. Nuôi xong hai tuần còn nào nay lỗ tai xanh lè lét à. Quen luôn. Quên trạm y tế ta nói nó bị heo tai xanh. Quen lắm. Chết nữa. Bởi vì bị sặc máu nữa chị. Từ nay hả tivi với lại truyền hình rồi báo chí có làm sao là vợ chồng em nói y vậy. Nói gì? Không, cái đó là mình thiệt tình mình nói. Dạ rồi bây giờ em đang gầy dựng lại. Đó dạ xong cái đợt này cái em đem qua em trả chị liền. Dạ. Giờ chị thông hãng cho em thời gian nữa đi ha. Thấy này gì không? Dạ này quen dữ à. Quen. Dạ. Đơn. Dạ đơn gì? Đơn tôi làm sẵn để đi thưa tiếp mấy người nè. Ha. Dạ. Bây giờ tôi cầm cái đơn này nè.
tôi lên cơ quan thi hành án thưa mấy người tiếp ha. Tôi sẽ đề nghị với thi hành án là phát mãi căn nhà này để trả nợ cho tôi, hiểu chưa? Không có cái mà khất nợ nữa, quen dữ lắm rồi, tôi bực mình quá rồi, nhìn mặt của hai người đó nha. Cái thứ dai như là dẻ lách vậy đó. Chị mười con, chị mười con, chị thương vợ chồng em, chị mười con, chị mười con ơi. Đất ơi, giờ còn ngủ vậy đi. Vậy đứa trời còn ngủ ngủ à. Ủa em tao nói là ngủ riết là ngu đó ông nội. Rồi giờ không ngủ làm gì? Mặc áo trái thì ghê quá ông ơi. Không có, mình ngủ mặc áo trái thức mặc áo áo mặt lộn ngược lại cho nó đỡ dơ. Vậy đi, vậy báo tin, có tin hai tin một vui một buồn. Vậy hả? Sáng sớm mình báo tin vui, tin chứ vui đi, tin vui và cười và sảng khoái đi. Cười sảng khoái phải không? Tin vui. Sao chuyện gì? Thằng Út khùng em tôi lấy vợ. Thiệt không? Vui cười mà không đâu. Ây cha, thằng Út khùng á, nó vừa khùng mà vừa xấu trai, mà bây giờ nó lấy vợ nữa. Đúng là nhỏ nó cũng vô phước. Ủa mà chuyện buồn là chuyện gì? Dạ tin buồn phải không? Ông bình tĩnh nha. Đây là giấy báo của đội thi hành án. Người ta nói 3 ngày nữa người ta xuống kê biên căn nhà này ông ơi. Em có nghe ông bà ngày xưa mình có một cái kế sách không? Kế sách gì? Đó là kế sách giường không nhà trống. Tại sao trong lúc Lâm Nguy này hai vợ chồng mình không đem cái kế sách đó ra mà ứng dụng chứ? Không nhà trống là sao tôi không hiểu. Em bé này không? Là la 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 la. Ông đứng lại coi. Khùng quá, tôi đang bàn. Bây giờ nè, hai vợ chồng mình đó, ngày mốt nè là đám cưới thằng Út. Đúng không? Thế là hai vợ chồng của mình rời căn nhà này nè đó, mình á, mình tản cư về quê. Tản cư về quê được không? Đó, áp dụng cái sách giường không nhà trống. Đó, hai vợ chồng mình lén lén đợi không ai chú ý á, ôm quần áo rồi khỏi nhà. Lúc đó hai vợ chồng mình đóng cửa lại đó, thì á, bà Mười Con và đội thi hành án có xuống đây á mà thi hành án để mà lấy căn nhà của mình á thì cũng đâu có ai trong nhà đâu. Chủ đi vắng, nhà thì khóa cửa không. Rồi bây giờ xuống đây thi hành án với ai bây giờ? Lúc đó rồi coi như là què cả làng. Trong lúc đó hai vợ chồng mình về quê cùng nhau ăn đám cưới của đàn Út. Đúng rồi, bây giờ mà đội thi hành án xuống đây mà thấy nhà mình đóng cửa thì vô đây làm việc với ai? Đúng, mà nhà không có mở cửa làm sao mà làm được, đúng không? Em đây, em thấy anh mù mù trước mũi. Anh ơi xong chưa? Đi. Em thấy anh ngụy trang kiểu này đủ đồ chưa? Trời đất ơi, sao y như người nhái vậy? Trời ơi, phải đem cái kiến bơi vô rủi bị tao phát hiện, mà nhảy xong mà thấy đường bơi. Thôi lộn cái kiến ra cho thấy đường, soạn đồ nhanh lên đi. Anh nhanh lên. Còn em sao? Hả? Cái vụ mà mấy con gà với hai con chó với tủ kem bán được chưa? Xong rồi, mấy con gà em đem xuống bến phà. Vậy à? Hai con chó em bán cho tiệm thịt cậy. Ê, hai con chó bán được nhiêu tiền? 90. Trời ơi, một cặp chó mà bán có 90 vậy, bán 100 ngàn mà. 10 ngàn từ chó bị xà mâu. Không, nhanh lên đi, lấy chìa khóa, Ê, nó nghe nè. Em đội nón bảo hiểm cho ngụy trang đi. Trời ơi, mới có 4 giờ khuya đội nón bảo hiểm là cái gì? Ai mà phát hiện ra mình đó. Nhìn lên lấy cái chìa khóa. Sao đem cái đồ mà trụng mì theo chi? Đem theo để đói bụng á, có đồ mà trụng mì mang. Không ông ơi, mệt ông quá. Ồ, đó coi bữa nay là 3 cái ổ khóa này nè, nó khỏi mở luôn ha. Đi, tôi đi ra tôi khóa cửa trước cho nha. Định giết chồng hả? Trời, mày ra mà khóa ở ngoài rồi thì sao tôi ra ngoài được? Rồi tôi chết khô trong này hả? Quên. Thôi đi. Đi trước. Đi. Đi để coi. Ai làm gì? Làm sao có thể là trốn được? Không lẽ cứ về quê ngoại hoài mà không chịu lên lại sao? Rồi cuộc sống không trở lại bình thường sao? Trốn đi đâu? Tại sao? Rất đơn giản vậy mà cũng nghĩ tới cái chiêu là chơi cái sách lược là vườn rong, vườn không nhà trống. Sao mà tại làm sao để làm gì? Hai vợ chồng nó lại có những cái suy nghĩ mà nó thiển cận quá ha. Như vậy thì trong trường hợp này anh cho rằng là cái việc hai vợ chồng né tránh chuyện thi hành án là có lợi hay có hại cho chính vợ chồng đó trước ra? Có hại chứ sao có lợi được. Cụ thể điểm nào? Tại vì nè, tôi tới thứ nhất nè. Ví dụ như nè, nếu hai vợ chồng này né tránh cái chuyện đó, mà né tránh cái chuyện này, né tránh pháp luật như vậy là cái điều sai nè. Đó. Nếu mà đi bỏ về quê mà khóa cửa như thế. Ê, khoan, chỗ này chưa ổn nè. Tôi cùng quý vị xem đài đang quan tâm là anh cần phải chia sẻ chỗ là lợi và hại gì. Anh nói là chỉ có hại, mà anh bảo là vi phạm pháp luật, nhưng mà anh chưa nói là vi phạm pháp luật dẫn đến hại gì. Đang quan tâm là hại gì đó.
Tại vì khi người ta làm điều gì đó, người ta nghĩ có lợi người ta mới làm. Ít ai dấn thân vào chuyện hại mới làm, trừ khi người ta chạy trốn sự thật bằng cái hành động như là tự tử chẳng hạn. Thì mình đã nói với anh Tùng là ngay từ đầu hai người đương nhiên làm cái chuyện gì phải người ý cái lợi đó. Cái lợi là tại sao? Là trốn đi, có thể căn nhà này nhà nước người ta tới, người ta không dám phát mãi căn nhà này, tại vì không có chủ. Nhưng anh Hoàng Sơn cho là người ta đã nghĩ sai. Người ta đã nghĩ sai. Cho nên người ta đã làm như vậy, làm và người ta làm như vậy là người ta bị hại. Ta bị, là chính người ta là bị bản hại. Bản thân tự người ta hại người ta. Vậy chứ anh làm sao? Thì bây giờ thì anh cứ có thể bây giờ nè, anh ra người ta xuống, người ta phát mãi, ta làm gì đó, thì anh cứ nói thẳng người ta bây giờ vợ chồng tôi không chưa có tiền để mà thanh toán, hay cho tôi một kỳ hạn lại nữa. Không thuyết phục. Giờ tôi đóng cửa, tôi khóa cửa lại, tôi khóa ba chìa khóa, ông dám mở cửa vô ông Định không? Ông Định nhà là ông phải vô ông coi thử tường lỗi gì, nhà gạch lỗi gì, nhà mấy tầng mấy toilet, ông phải đếm ra, ông phải định giá được, mà gồm có giá trị đất và giá trị nhà, tôi khóa lại hết. Ông dám vô, ông bây vô giờ, một cái là tôi tố ông về tội gì biết không? Tôi biết đột rồi. Nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi biết, nhưng mà không lẽ bây giờ nhà nước người ta bó tay cái chuyện này à? Anh nói với tôi cái hại là cái gì? Cái hại là cái gì mới được chứ? Không mà không thuyết phục được tôi cùng quý vị xem đài đâu. Hại là vi phạm pháp luật, là tự vi phạm pháp luật mà dẫn tới bị hại cái gì? Không có bị hại, tôi nói bị hại là cái bản thân. Trong trường hợp này là bị thiệt hại là có đấy. Thì giờ anh Tùng nói đi, thiệt hại cụ thể là cái gì? Thứ nhất, anh chơi sách lược đó anh bỏ đi, phải không? Người ta sẽ có biện pháp chế tài, giống như anh Sơn tiên đoán lúc nãy, đúng. Về nguyên tắc, người ta được quyền kê biên để phát mãi tài sản đó. Việc kê biên về nguyên tắc phải có đương sự. Những đương sự cố ý vắng mặt bỏ trốn thì người ta vẫn tiến hành kê biên được. Cơ quan chức năng là trong trường hợp này cơ quan thi hành án, họ sẽ niêm yết và thông báo hợp lệ. Họ sẽ mời chính quyền địa phương, xã, phường, thị trấn tùy theo ở địa bàn đó là cái chính quyền đó thuộc cấp nào, chứng kiến và có nhân chứng chứng kiến, lập biên bản kê biên. Kê biên xong người ta cũng sẽ định giá. Tiếp tục tới giai đoạn định giá, anh trốn tránh, anh chơi sách lược đó tiếp tục, người ta vẫn định giá được. Vẫn định giá được, định giá vắng mặt bằng cách là ra quyết định cưỡng chế. Bởi vì thông báo mà anh không tự nguyện thực hiện, anh tiếp tục trốn, thì ta sẽ tiến tới là cưỡng chế. Cưỡng chế. Cưỡng chế là định giá chứ. Cưỡng chế định giá là nếu như mà anh vẫn là, anh quay về anh chống đối, thì người ta sẽ thực hiện cưỡng chế, mà anh trốn luôn người ta vẫn cưỡng chế tiến hành. Do vậy chỉ có anh mới là người giám sát và người kiểm soát cái nội dung nó chính xác để bảo vệ quyền lợi của mình. Ví dụ như bây giờ 50 mét mà người ta đo sao không biết, còn có 47 mét. Đương nhiên anh thấy người ta đo kết quả 47, anh yêu cầu đó lại. Nếu như có mặt anh đó. Hay như người ta định giá, anh nói giá này thấp lắm không được, giá thị trường nó phải như thế này. Anh có quyền có ý kiến, anh bảo luôn. Còn không có từ anh đó anh có quyền khiếu nại. Không có, không có gì hết, người ta vẫn làm. Thì thiệt hại là thiệt hại tài sản là chắc rồi. Rồi. Anh thấy không ạ? Ừ. Còn một giá trị thiệt hại khác nữa. Cái gì nữa? Thiệt hại về mặt tinh thần. Tại khi anh có mặt là anh đối đầu với sự thật. Anh chấp nhận sự thật. Vậy anh sẵn sàng tìm cách để mà chuộc lại tài sản đó, hay là anh cố gắng thực hiện nghĩa vụ thi hành án rồi trước thời điểm mà ta phát mãi cái tài sản đó . Để giữ lại cái nhà, nếu anh muốn giữ lại cái nhà, đúng không? Cho nên cái tổn thất đó cũng sẽ là một tổn thất nữa về tinh thần, mất thế chủ động . Mất thế chủ động để mình bảo vệ và duy trì cuộc sống, vượt qua khó khăn đó. Một thiệt hại khác về mặt giá trị tinh thần, anh ở quê ngoại với cái sách lược vườn không nhà trống, phải sống xa nhà và vắng nhà như thế, ổn không? Đâu ổn đâu. Mọi cái sinh hoạt cuộc sống thay đổi. Vậy thì trong trường hợp này, theo pháp lệnh thi hành án điều 41 có quy định, đương sự cố ý vắng mặt thì cơ quan thi hành án vẫn tiến hành kê biên tài sản theo quy trình pháp luật. Và việc nhà anh bị phát mãi là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Trước khi kết thúc câu chuyện này, có một điều tôi muốn chia sẻ với anh tiếp. Nếu anh chống đối, anh chống đối nha, anh không có trốn, anh chống đối, thì anh sẽ bị xử lý hình sự sau khi đã bị cưỡng chế. Bị nữa. Tại vì chống đối, trường hợp đó là cố ý không thi hành, không thực hiện nghĩa vụ thi hành. Hình sự có một tội danh dành riêng cho anh vì đó. Bởi vì suy nghĩ nông cạn, tôi nói suy nghĩ cái góc nhìn thiện cận quá của hai vợ chồng này là tai hại chứ không có lợi gì hết, đúng không? Rồi được rồi, tí nữa anh nhớ mang đồ về. Nhưng mà có trong các món, nó có một món tôi thấy nhất cử lưỡng tiện. Cái gì? Vừa có thể che khuất người ta không nhận ra mình, nhưng mà vừa thực hiện tốt cái quy định của an toàn giao thông. Đội nón bảo hiểm Phải đội chứ.